sao hôm nay em muốn thêm được tiền. Đã rồi, lát tôi đơn trả. Đi cơ mà. Thế luôn ngon rẻ ngon number one. Đi mẹ đến thế cũng ngồi được. Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Má vãi cả liền. Đi thôi nha. Wow, đi mẹ dưới năm cái xe luôn. Trường đeo huy chương. Đeo huy chương. Đeo huy chương. Ai nhở, ai nhở, ai nhở. À. Ngon rồi hả? Ui, nó xà nữa. Mày cho bán chuyện à? Ảo thật đấy. Có ớt này. Ui, có cái cherry luôn này. Mày bé bơi này mộ không mọc lên CP thì mấy. Xe như tôi cũng dễ thôi, chỉ cần không sử dụng bừa bãi ớt với cherry được. Mày này con đu xà khá là căng ý. Dễ đỡ. Mày mới bơi tiếp này. Sao mày này dễ vậy? Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Mày này chắc tôi sử dụng ngô này. Con ngô khá là bá chứ. Mà nó có thể cẩu cái hành thời nặng nữa. Nước đi hay đấy. Nói thật cho mấy ông luôn là tôi thấy màn 64 là màn khó nhất của màn 6 rồi. Thế là kịch bản hết luôn. Từ màn 64 trở đi tôi thấy nó dễ thở bởi cái liền luôn. À, chỉ ra mày chọn cái chết.
Cái sáng này nó khó phải cái liền đi chơi. No! Trời ơi. Cái đứa vậy. Mấy hồng nhìn xe nó đông kìa. Ái dạ. Ui. 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 Wow. Ba hàng ngô quăng xước phải cái liền à. Thì mẹ lá cờ cuối cùng vẫn quăng hết xe à. Để quá xe được. Tôi còn 900 xanh này. Được. Ok, còn giữ được một xe. Màn này cũng gọi là khó phải cả liền đi. Ok. Màn cuối cùng. Hy vọng là màn cuối cùng để có màn 7 đâu. Zubot à. Zubot đâu? Zubot đàn hình à. Ủa Zubot đâu? Có ớt này. Sao có bí ngô đây? Có băng không nhỉ? Ủa Zubot đâu? Ok mày này đéo có Zubot luôn à? Hiểu kiểu gì? Mày dễ. Ok, tôi đã hiểu. Mày này đếc có chậu. Mẹ nó cho tôi bầu tiên mấy cái chậu rồi. Bây giờ đếc cho luôn này. Hàng giữa tôi còn có một chậu nhất à. Mất cái chậu đó là xem như thua luôn ý. Ui, bây giờ tôi thấy được cái chậu này. Vãi. Bây giờ đéo có chậu luôn. Còn đó một chiếc xe đi.
Ok, tôi đã phá đảo được M41. Chắc chắn là như vậy. Và... Để biết có là 71 không? Bài mấy à? Ui! À đây là bài 11 thôi. Bài 1 quá, bây giờ 2. Ok, tôi phá đảo boss này. Và tôi sẽ cho các ông xem mini game Zomatani nha. Đây, đây là mini game Zomatani. Và như các ông thấy thì nó cũng như bình thường thôi, để khác mẹ hết. Ok, và tôi đã phá đảo boss này. Và các ông muốn tôi chơi một boss nào đó, hay là một game nào đó, hay là một cái đéo gì đó, thì comment dưới phần comment. Ok, nhớ đây là lúc nào nút subscribe cho tôi. Tạm biệt. Thank you.